bài tập 7 phút đốt mỡ toàn thân dành cho người bận rộn. Tập bài này chị em sẽ có eo thon, bụng nhỏ, lưng và vai săn chắc. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhung Đỗ. Hôm nay Nhung sẽ up một bài tập toàn thân 7 phút. Bài tập này gồm 3 động tác và các bạn sẽ thực hiện trong vòng 3 hiệp. Và xin mời các bạn bắt đầu tập luyện nhé. Động tác đầu tiên của hiệp 1, hai tay chống trên sàn, thẳng lưng. Sau đó đặt tay này lên vai kia, tách chân. Tay này vai kia và tách chân các bạn nha. Chúng ta thực hiện từ 15 đến 20 nhịp cho một động tác như thế này. Trong quá trình tập, các bạn cứ hít thở đều là được. Nhớ gồng chắc vùng bụng của chúng ta lại để các bạn có thể tác động được vào cơ bụng nữa. Siết chặt bụng. Rồi, động tác số 2. Các bạn chống khuỷu tay xuống và thẳng tay lên, sau đó co từng chân. Các bạn nhớ là co chân này qua khuỷu tay còn lại các bạn nhé. Chân trái thì tay phải. Cố gắng lên. Tay chân chúng ta ngược nhau. Cố gắng. Gắng lên nào. Nhìn mà không tập thì thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà khi các bạn tập đi, mồ hôi nó sẽ rất là nhiều đó. Cố lên. Rồi, động tác thứ 3. Chúng ta chống tay thẳng nè. Đẩy hông lên. Tiếp tục co gối chạm vào tay của mình. Các bạn nhìn nha. Rồi đẩy mông lên, hóp bụng. Tiếp tục co gối chạm vào tay của mình. Những động tác này, cái kỹ thuật của nó quan trọng là chúng ta giữ thẳng cái lưng trong lúc các bạn tập và các bạn siết chặt vùng bụng thôi. Siết càng chặt cái cơ bụng lại càng tốt nha. Vì chúng ta đang đốt mỡ toàn thân, tập eo bụng, tay vai và lưng luôn mà. Cố gắng nha. Cố gắng lên nào. Mình nghĩ là tới vòng này là các bạn cũng mệt rồi đó. Qua là vòng mà là động tác thứ 3. Thôi, bây giờ chúng ta qua hiệp thứ 2 nào. Động tác 1, quay lại nha. Sẵn sàng. Tay này vai kia, tách chân. Tiếp tục nào. Cố gắng lên. Động tác nó chỉ lặp lại các bạn ha. Và các bạn tập theo mình. Nhớ là tập hết bài nha. Cố lên nào. Ráng lên. Thôi. Động tác 2. Sẵn sàng động tác thứ 2 chưa? Lên. Chéo chân. Tiếp tục. Lúc các bạn chéo chân á, hóp bụng lại. Tập được cả cơ bụng chéo và eo của mình mà. Cố gắng lên. Tốt. Ráng lên nào. Tốt lắm. Cố lên các bạn. Cố lên nha. 7 phút thôi, không mất nhiều thời gian. Vừa giảm mỡ bụng, vừa săn chắc được tay vai lưng. Tiếp tục. Cố lên nào, cố lên. Chuẩn bị. Thôi, động tác 3. Các bạn nhìn mình làm trước ha. Sẽ có co gối lên 2 lần. Đẩy hông lên, cảm nhận cơ bụng của mình. Tiếp tục co lên hai lần mỗi bên và đẩy lên hai lần. Tốt, hấp chặt bụng nào. Nhung nghĩ là những bài tập này rất là thích hợp cho những chị em nào mà không có thời gian tập luyện luôn, vì cái thời gian tập nó rất là ngắn mà cái hiệu quả của nó là rất là cao. Cho nên các bạn cứ tập và cảm nhận nha. Động tác nó cũng đơn giản nữa các bạn, không quá khó. Dù là mới hay là tập lâu rồi, chúng ta đều tập được như nhau hết. Động tác đơn giản. Cố gắng lên nào, sắp xong rồi các bạn. Cố lên, tập cho hết bài cùng mình đi. Thôi. Hiệp 3. Hiệp cuối rồi đó. Động tác 1, tay này vai kia. Rồi, tách chân, chậm. Tay này vai kia, tách, chậm. Tay, tay, tách, chậm.
lên, lên, tắt, chậm, cố gắng nào. Cố lên. Tiếp tục. Tiếp. Những bài tập này là mình cũng làm theo yêu cầu của một số bạn đó. Nó là không có thời gian tập aerobic. Và tập bài bụng lúc mà nằm ngửa thì không tập được. Rồi, động tác số 2 nha. Các bạn tiếp tục chống nà đẩy lên. Co chéo chân. Thì các bạn đã nói là khi nằm ngửa đó, không tập bụng được. Thì Nhung nghĩ là cái bài này là thích hợp. Các bạn có thể tập được bụng luôn. Đốt mỡ tập được bụng nè. Tay vai, lưng của chúng ta cũng phải hoạt động luôn. Cho nên các bạn cứ tập bài này cho Nhung nha. Cố lên. Tiếp. Cố lên. Cố lên nào. Tiếp tục. Ráng lên. Sắp về đích rồi. Cố lên. Thôi, động tác thứ 3. Co chân chạm vào tay 2 lần. Sau đó chúng ta siết bụng đẩy lên 2 lần. Co chạm vào tay 2 lần. Nhớ nha. Rồi đẩy cái hông lên là siết bụng 2 lần, siết bụng nhớ là siết bụng lại. Cố gắng các bạn, sắp xong rồi. 7 phút thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Hãy mở lên và tập cùng Nhung mỗi ngày nha. Những chị em nào mà không có thời gian tập luyện á. Bài này các bạn học sinh, sinh viên cũng có thể tập được. Đơn giản, dễ tập, hiệu quả cao. Cố lên. Thông thường là những gì có hiệu quả thì mình mới dám up lên để chia sẻ cho các bạn nha. Mình tập, mình trải nghiệm rồi mình mới chia sẻ. Thôi, sau bài tập các bạn thấy như thế nào? Có phải là nóng hết người không? Bài vừa rồi đốt mỡ toàn thân nha. Chúc cho các bạn luyện tập hiệu quả. Bye bye.